Đông Paulu sinh năm 1986, hiện tại 38 tuổi tại Thái Bình. Anh là YouTuber thuộc team Châu Phi do Quang Linh Vlogs khởi xướng. Anh được khán giả yêu mến thông qua các video về hành trình của mình tại Angola. Anh đã ấn định mối gắn kết vững chắc với Quang Linh từ những ngày đầu tiên khởi đầu hành trình của nhóm ở Châu Phi. Hành trình này không chỉ là của những người trẻ Việt Nam, mà còn là của tình thân hữu và sự nỗ lực tạo ra những giá trị đích thực. Nguyễn Đông sinh ra tại thôn Lương Trang, xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Hiện tại anh đã có vợ con tại Việt Nam. Đông Paulo, một thành viên trong nhóm Quang Linh Vlogs, là một trong những nhân vật được khán giả vô cùng yêu mến. Anh là người gắn bó với Quang Linh ngay từ những ngày đầu tiên thành lập nên team Châu Phi. Hành trình của những chàng trai người Việt tại Châu Phi khiến nhiều người nể phục. Với hơn 734.000 lượt đăng ký trên kênh YouTube của mình, Đông Paulo đã góp phần xây dựng nên một phần của nhóm team Châu Phi cùng với Quang Linh Vlogs. Anh không chỉ tạo ra những video có giá trị về nhân văn, mà còn tạo dựng một hình ảnh chân thực và đáng yêu. Tính cách đáng tin cậy của Đông đã thu hút sự quý mến và ủng hộ từ nhiều người. Năm 2020, Nguyễn Đông được vinh danh trong WeChoice Awards, một giải thưởng tôn vinh các cá nhân và sự kiện được yêu thích bởi giới trẻ. Đồng hành cùng team Châu Phi, anh đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa để giúp đỡ người dân nghèo tại Angola, một đất nước nơi khắc nghiệt khốc liệt. Hành trình ý nghĩa của anh tại Angola. Ban đầu, việc tham gia YouTube của anh chỉ là để ghi lại những hoạt động hàng ngày của nhóm và cộng đồng địa phương, đăng tải để người thân ở quê nhà và khán giả theo dõi có thể xem và cảm nhận. Nhưng không ngờ rằng lại nhận được sự ủng hộ rất lớn. Đặc biệt, việc trao tặng quà, cung cấp nhu yếu phẩm cho các em nhỏ nghèo ở Beondu, cũng như hỗ trợ người dân nơi đây trong nông nghiệp và xây dựng lớp học cho trẻ em. Tại huyện Beondu, tỉnh Huambo, người dân bị thiếu nước sạch do chi phí khoan giếng đắt đỏ. Đông Paulo và nhóm team Châu Phi đã chủ động bỏ tiền ra và thay mặt Mạnh Thường Quân để thuê thợ đến từ Huambo khoan giếng tìm nước sạch và đã thành công khoan được hơn 100 giếng nước. Điều này đã giúp cải thiện cuộc sống của người dân nơi đây. Với tình yêu và kiến thức về nông nghiệp, Đông Paulo đã góp phần giúp người dân Beondu trồng rau và chăn nuôi hiệu quả hơn. Nhóm đã thử nghiệm trồng rau giống ngắn ngày như dưa leo, cà chua và cải giống Việt Nam. Đồng thời, họ cũng hướng dẫn cách chăm sóc và chăn nuôi vịt có xuất xứ từ miền Nam Việt Nam, giúp tăng năng suất và cải thiện đời sống người dân. Đông Paulo và nhóm đã lan tỏa những hành động ý nghĩa của mình về cuộc sống thực tại, và công việc từ thiện của họ đã thu hút sự quan tâm và ủng hộ từ mọi người trên toàn thế giới. Dù vướng phải khó khăn trong công việc và cuộc sống, Đông Paulo và nhóm không ngừng tìm kiếm cách giúp đỡ cộng đồng nơi họ đang sinh sống. Sự ủng hộ từ người xem YouTube cùng những đóng góp của Mạnh Thường Quân đã giúp họ duy trì và phát triển những hoạt động thiết thực. Gia đình gồm thân tre, bao ký ức xót xa hơi mẹ. Ai đã ru ngủ những dòng sông, cùng em má chạy về hướng đông. Con đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dày xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò ơi. Dạy với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vẫn đất vỡ. Cùng với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Vietnam. Vợ và con Đông Paulo hiện tại đang ở Việt Nam. Gần đây thông qua những video về hành trình giúp đỡ người dân khó khăn tại Angola của Đông, khán giả thấy được những thành quả mà anh cùng dân bản nơi đây cùng làm nông nghiệp. Chính điều này đã khiến người dân tin tưởng và luôn sẵn lòng đồng hành cùng anh bạn người Việt Nam này. Trong một bài phỏng vấn, vợ của Đông là chị Trần Thị Nhụy, xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, chia sẻ, gần đây, do tình hình dịch bệnh và khó khăn trong công việc, chồng tôi không thể gửi tiền về quê như trước. Nhưng mỗi tối khi xem YouTube, thấy chồng tôi đang thực hiện những công việc ý nghĩa và nhận được sự cổ vũ từ mọi người, tôi rất tự hào. Tôi hoàn toàn ủng hộ những hoạt động của anh ấy và chỉ mong anh ấy duy trì sức khỏe để thực hiện nhiều việc tốt hơn nữa. Người Việt Nam tự hào về những thanh niên trẻ tràn đầy nhiệt huyết đang đóng góp vào cuộc sống mới cho người dân Angola. Trong số họ có chàng trai quê lứa Thái Bình Nguyễn Đông đang tham gia xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam.
xin được trích dẫn lời của ông chủ tịch huyện Bêu Ân Du, tỉnh Hu Am Bo. Trong buổi lễ khánh thành ngôi trường tại làng miền núi xa xôi San Sa Lơ, người Việt Nam đã mang đến cho chúng tôi kiến thức về nông nghiệp, món quà tri thức cho các em nhỏ nghèo, và ánh sáng của tình thương đến với cộng đồng dân cư ở đây. Bạn nghĩ gì về Đông Paulu? Hãy comment ở dưới nhé. Follow kênh để xem nhiều thông tin hơn về tin châu Phi nhé.